Canon hứa hẹn chụp VR và AR chất lượng cao, đơn giản hơn. Canon đã đưa ra một thông báo sản phẩm đáng ngạc nhiên, tiết lộ một ống kính mắt cá ngàm AF kép. Một phần của hệ thống hoàn toàn mới có tên EOS VR. Mục đích của nó không gì khác ngoài việc chuyển đổi quá trình sản xuất thực tế ảo VR và thực tế tăng cường AR bằng cách làm cho quy trình làm việc đơn giản hơn các hệ thống chụp VR hiện tại, đồng thời mang lại chất lượng của một máy ảnh không gương lật full frame. Sản phẩm chủ chốt là ống kính bằng tay AF 5,2mm f/2.8L Dual Fisheye trị giá $1,999 được thiết kế đặc biệt để gắn trên máy ảnh EOS R5 hỗ trợ 8K của Canon. Ít nhất, đó là một sản phẩm trông rất khác thường, với hai ống kính mắt cá lồi được gắn cạnh nhau. Chúng được đặt cách nhau khoảng 60mm 24 inch để phù hợp với khoảng cách giữa các đồng tử của con người và cung cấp thị sai thoải mái cho VR và AR. Ống kính chỉ hoạt động với EOS R5 của Canon, được chọn cho khả năng quay video 8K. Khi chụp nó chiếu hai hình ảnh tròn lên cảm biến 45MP của máy ảnh. Nó hỗ trợ chụp 190 độ, cho phép cung cấp cảnh hoặc ảnh 3D 180 độ lập thể ở độ phân giải lên tới 8192x4096 8K cho các ứng dụng AR hoặc VR. Ống kính này có một số tính năng bất thường, chẳng hạn như vòng lấy nét cả hai ống kính cùng một lúc và điều chỉnh bằng vít Allen cho phép bạn điều chỉnh tiêu điểm của một ống kính để khớp chính xác với ống kính kia. Mặt khác, bạn sẽ nhận được các tính năng thường thấy trong kính ngàm AF-L cao cấp của Canon như lớp phủ để kiểm soát hiện tượng lóa và bóng mờ, niêm phong chống bụi và chống nước và phạm vi khẩu độ F2.8 đến F16 vững chắc. Mặc dù có vẻ ngoài kỳ lạ, ống kính này khá nhỏ gọn và không lớn hơn nhiều so với ống kính 35mm F1.8 của Canon. Tuy nhiên, ống kính chỉ là một phần của phương trình. Canon đang tiến hành cập nhật chương trình cơ sở cho R5 với các tính năng mới để hỗ trợ ống kính và hệ thống EOS VR. Điều đó bao gồm xác nhận lấy nét bằng tay và đạt cực đại MF thông qua hệ thống lấy nét tự động Dual Pixel của Canon. Cùng với giao diện người dùng Magic Window giúp người dùng lập kế hoạch phân phối đến các loại tai nghe khác nhau. Ngoài ra, Canon đã tạo ra các ứng dụng EOS VR Utility và EOS VR Plugin. Mỗi ứng dụng có sẵn theo đăng ký với giá $5 mỗi tháng với thời gian dùng thử miễn phí. Ứng dụng VR Utility sẽ lật hình ảnh âm thanh nổi từ trái sang phải và chuyển đổi chúng từ hình tròn sang hình ảnh vuông, hình chữ nhật có thể xem được trên tai nghe VR. Nó cũng cung cấp các công cụ chỉnh sửa nhanh chóng như cắt clip và ứng dụng LUT, đồng thời cho phép bạn thay đổi độ phân giải và loại tệp đặt trước DPX ProRes H264VV trước khi xuất. Ngoài ra còn có trình cắm EOS VR cho Adobe Premiere sẽ chuyển đổi hình ảnh mắt cá kép thành hình chữ nhật tương đương, đồng thời cho phép khả năng cắt, tô màu và chỉnh sửa với toàn quyền kiểm soát của Premiere Pro, Canon nói với Engadget. Nó cũng cho phép bạn xuất cảnh quay theo thông số kỹ thuật mong muốn cho các kiểu phân phối khác nhau. Ngoài các ứng dụng đó, bạn sẽ có thể sử dụng ứng dụng Camera Connect hiện tại và EOS Utility của Canon để điều khiển chụp. Cả hai đều sẽ được cập nhật để cung cấp chức năng xem trực tiếp điều khiển từ xa cho mục đích giám sát khi đang di chuyển, Canon cho biết trong một thông cáo báo chí. Hệ thống có thể được sử dụng cho đám cưới, báo chí, thể thao, đào tạo, sự kiện và hơn thế nữa, đồng thời cung cấp một số lợi thế so với các máy ảnh VR hiện tại. Để bắt đầu, nó được thiết kế để mang lại chất lượng tốt hơn so với các máy ảnh VR độc lập có ống kính và cảm biến nhỏ hơn như Insta360 Pro 2 trị giá $5,000. Đồng thời, bạn nhận được tất cả các công cụ của R5 như chụp nhật ký, chụp RAW, video 10 bit và hơn thế nữa. Và khi bạn không sử dụng ống kính VR, R5 có thể được sử dụng để sản xuất video hoặc chụp ảnh thông thường, không giống như máy ảnh VR chuyên dụng. Đồng thời, quy trình sản xuất đơn giản hơn và rẻ hơn so với camera kép được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp hơn. Các máy ảnh đó phải được lắp ráp, đồng bộ hóa, lấy nét và định vị chính xác, với kết quả cuối cùng là hai tệp trong nhiều trường hợp. Ngược lại, hệ thống EOS VR của Canon mang lại chất lượng tương tự nhưng cung cấp khả năng lấy nét và thiết lập như một máy ảnh thông thường, đồng thời để lại cho bạn một tệp duy nhất để chỉnh sửa ở cuối.
toàn bộ hệ thống không hề rẻ, vì bạn cần phải trả $1,999 cho ống kính và $3,899 nếu bạn chưa có máy ảnh R5. Với tổng số tiền là $5,898. Tuy nhiên, xem xét mức độ thích hợp và bất thường của ống kính, nó có giá thấp hơn tôi mong đợi. Ngoài ra còn có vấn đề về quá nhiệt R5 giới hạn thời gian ghi 8K xuống còn 20 phút với thời gian khôi phục 10 phút. Bạn có thể cải thiện điều đó bằng cách chụp 8K vào đầu ghi Ninja V+RAW bên ngoài. Nhưng điều đó sẽ khiến bạn phải trả thêm $1,500. Tuy nhiên, nó có vẻ rất hứa hẹn đối với sản xuất VR, vốn đã bùng nổ phổ biến trong đại dịch COVID-19, mặc dù vẫn chưa chính xác là chủ đạo. Nó đặc biệt có nhu cầu về đào tạo và cộng tác kinh doanh. Một động lực dồi dào tiềm năng cho các nhà sản xuất video. Rất nhiều người trong số đó, đặc biệt là nếu họ đã có Canon EOS R5, có thể sẵn sàng nhảy vào công việc VR nếu hệ thống mới của Canon dễ sử dụng như những gì nó hứa hẹn. Ống kính và hệ thống EOS VR sẽ ra mắt vào cuối tháng 12 năm 2021. Chia sẻ hữu ích nhé!